Nếu quý vị và các bạn về Hưng Yên dịp này và muốn được thưởng thức quả vải trứng đang hot rầm rộ trên các trang mạng xã hội, thì một trong những địa chỉ để mọi người ghé thăm chính là vườn vải của ông Đoàn Văn Hiểu, thôn Bình Nguyên, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi. Có một lưu ý là mọi người có thể chụp ảnh check-in thoải mái, được chủ vườn mời thưởng thức thứ quả đặc sản này. Tuy nhiên, để mua vải trứng mang về làm quà thì hơi khó nếu không đặt hàng từ trước. Bởi theo thông tin ông Hiểu chia sẻ, hiện nay toàn bộ sản lượng vải trứng của gia đình ông ước đạt 10 tấn đã được khách hàng đặt mua. Thậm chí, nguồn cung không đủ cầu. Với giá bán hiện nay, chắc chắn ông Hiểu sẽ bỏ túi không dưới 1 tỷ đồng. Diện tích trồng vải trứng Hưng Yên của ông Hiểu rộng 4 mẫu với số lượng 300 cây. Hiện nay, 150 cây vải trứng của gia đình đang cho thu hoạch với đặc điểm là nổi trội về mẫu mã và chất lượng như quả to, cùi dày, vị ngọt sắc, thơm ngon. Khi quả chín có màu đỏ tươi nên được khách hàng ưa chuộng.